hiện tương tự nhau đâu nha. Nó chỉ khác ở cái chỗ là kết quả của móc dây nhân tạo thì sau khi thực hiện phẫu thuật mình phải lấy được một cái bánh nhau bao gồm muối nhau và màng nhau dây uống trọn vẹn không để sót. Và cái kết quả của phẫu thuật kiểm soát vùng cuối cùng là sau khi thực hiện phẫu thuật anh phải trả lời được câu hỏi là lòng tử cung có sạch hay không và cái lòng tử cung còn sự còn vẹn hay không nha. Cái đó là sự khác biệt của hai phẫu thuật này. Về cái chỉ định, chống chỉ định, chuẩn bị bệnh nhân, chuẩn bị thầy thuốc gì đó thì các em về nhà đọc trong giáo trình nha. Còn tại sao cái chỉ định đó lại có cái gì có sáu chỉ định bóc nhau tạo đó thì lý do tại sao mỗi cái chỉ định trong đó lại có chỉ định bóc nhau tạo thì tại vì mình không có đọc bài trước nhà, mình không có chuẩn bị, cho nên là tôi sẽ không giải thích cho các em nghe là lý do tại sao trong những trường hợp đó phải bóc nhau tạo không phải làm những cái chuyện khác, hay là tại sao trong những trường hợp đó lại có chỉ định kiểm soát vùng tử cung mà mình lại không chờ, không làm những chuyện khác nha. Cái là tại mình rồi. Về cái về kỹ thuật bóc nhau tạo các em chỉ cần hình dung đơn giản thôi, ví dụ như giờ cái này là cái thành tích cái tử cung của mình nha, cái này là trống âm đạo. Bây giờ ví dụ trường hợp sinh lý đi, trường hợp sinh lý thì sao sổ nhau ra, sao sổ hai ra bánh nhau bám vào vị trí sinh lý, bám vào vùng đáy tử cung. Lưu ý sinh lý của bánh nhau là bám vào vùng đáy tử cung. Những trường hợp bánh nhau không bám vào vị trí sinh lý được định nghĩa là nhau tiền đạo. Nắm cái này nha. Cho nên là khi mà đã có chỉ định mấy em làm cái gì, cái phẫu thuật bóc nhau nhân tạo là kiểm soát vùng tử cung là một những phẫu thuật can thiệp trên sản phụ của mấy em, cho nên là đã gọi là có chỉ định mới thực hiện thì có thực hiện thường quy không? Không, có phải ca nào đẻ xong cũng bóc nhau nhân tạo là kiểm soát vùng tử cung không? Không, cho nên là khi mình làm mình phải hiểu cái mục đích của mình làm cái gì, nó là gì. Từ cái mục đích đó mình sẽ cho ra cái kết quả khi tôi thực hiện hay xong tôi sẽ đạt được kết quả gì nha. Và tôi đã có hai cái đó rồi thì tới khi tôi tiến hành thì tôi đã có mục đích, đã có cái mong muốn sau khi thực hiện cái đó, thì khi mà tôi tiến hành tôi sẽ coi là ca này tôi sẽ lựa chọn cái thủ thuật để làm ca này, thì cách để tụi em lựa chọn đó là cái chỉ định để thực hiện. Em hiểu vấn đề không? Được không? Nó tới đây nắm không? Nắm nha. Rồi khi mà đã có chỉ định bóc rồi thì thủ thuật viên, như là thủ thuật viên sẽ chụm cái tay lại, chụm cái đầu ngón tay lại bằng tay to gì nè, cho nên là tụi em phải chụm lại đưa vào cái ống sưng của người phụ nữ nha. Mình sẽ đưa vào ống sưng của người phụ nữ. Dĩ nhiên là trước khi tụi em thực hiện cái này thì mình phải chuẩn bị bệnh nhân trước đã. Đối với những trường hợp mà người ta đang sốc rơi vào cái chỉ định mà chảy máu sau đẻ trên, xin lỗi băng huyết sau sinh ngay sau khi sổ thai mà chảy máu trên 300 ml á, được không? Thì khi đó nếu như mà nhiều hơn thiệt, mất một cái lượng tuần hoàn mà dẫn đến là bệnh nhân đang rơi vào tình trạng sốc, thì khi đó mình không làm này, mình khoan nó làm này, được không? Mình sẽ tiến hành hồi sức tích cực trước, mình sẽ hồi sức nội khoa năng phóng trạng lên trước. Đi song song với hồi sức nội khoa năng phóng trạng thì mình sẽ chống sốc cho bệnh nhân luôn. Tại vì khi mà em làm cái thủ thuật này thì có một số ít trường hợp sẽ xảy ra cái phản ứng là sốc lan ga, được không? Cho nên là khi trước khi mình tiến hành thực hiện thủ thuật này thì mình cũng đồng thời mình phải đảm bảo là bệnh nhân đang không trong tình trạng sốc nha. Và nếu đã xảy ra cái tình trạng sốc thì choáng rồi á thì mình phải nâng cổng dạng lên, và khi đã nâng cổng dạng rồi song song với chuyện đó là mình phải chống sốc lan ga cái đã nha. Thì trong những cái bước để mà gọi là mình chuẩn bị để dự phòng chống cái sốc lan ga đó thì mình sẽ sử dụng cái thuốc giảm đau, trong đó có an thần này, phần đúng chân á. Thì cái tác dụng phụ của những cái thuốc đó, một phần nó sẽ làm giãn cái cơ được sử dụng ra nữa, cho nên là khi tụi em đưa cái tay vào, mình chụm cái tay vào, mình đưa vào cái vùng tử cung, và nên lưu ý là khi đưa vào không phải là móc tè le trong cái vùng tử cung ta, mà tụi em đưa vào tụi em phải, khi mình đưa vào được rồi thì mình gian nhẹ tay ra để mình sờ tìm coi là cái vị trí nào là cái vị trí cái mép của bánh nhau, được không? Mình sẽ đi từ cái mép của bánh nhau, ví dụ như khi mình chị đưa vô gì
mình lần dùng gì thì chỗ này đã cộng dây đúng nào phải không? Thì khi mình lần qua hai bên thì mình có cảm giác như là cái mép ở phía trên là nó sẽ cao hơn. Khi mà mình tắt cái mép dưới thì sẽ đơn giản, dễ dàng hơn đúng không? Mình sẽ lựa chọn cái mép nào nó gần về phía mình để mà mình lòn tay mình vô mình tắt. Vậy em sẽ lòn tay vô, em tắt từ từ, tắt từ dưới lên trên và tắt từ ngoại vi vào trung tâm. Để làm gì vậy? Để mình ôm hết cái màng nhau và cái mũi nhau, được không? Dĩ nhiên là không thể nào lý tưởng nó nổi mà sau khi bóc nhau tạo mà còn nguyên cái mũi nhau trong cái bánh nhau chứ. Không thể nào lý tưởng tới mức đó, nhưng mà ít nhất sau một hẹn tụi em phải chắc ăn được rằng là buồng tử cung còn trống ở bước đầu, được không? Phải chắc chắn được rằng là buồng tử cung còn trống trong bước đầu. Và sau khi lùa cái bánh nhau và cái màng nhau, nhưng mà lùa hết được những cái thành phần trong buồng tử cung ra rồi là mình kết thúc cái thủ thuật bóc nha nhân tạo nha. Và ngay sau thực hiện bóc nha nhân tạo thì mình phải tiến hành kiểm soát buồng tử cung lại một lần nữa, được không? Tại vì không có ai mà để xảy ra cái chuyện trên lâm sàng là anh bóc nha nhân tạo rồi lúc đầu khoảng nửa tiếng sau, chỉ cho nửa tiếng sau hay là 10 phút sau thôi, đang ngồi may là tổn thương, may là mấy khâu phục hồi là những cái tổn thương được dùng đó, tự nhiên thấy máu cục chảy ào ào, tổng trạng của sản phụ trên này thay đổi. Nào hỏi lại, a ca này nãy có nghe bảo không? Có. Chị có chắc là một cái cung sạch không? Không chắc nữa. Sẽ được không được quyền trả lời câu cái câu nói đó, được không? Khi mà em đã thực hiện bóc nha nhân tạo thì bắt buộc sau phẫu thuật bóc nha nhân tạo em phải chắc chắn rằng là buồng tử cung phải sạch và cái sự toàn vẹn tử cung phải đảm bảo. Một số người giống như thăng máu quá rồi bóc đưa vô cái đồng hơi tay thọt lên trên đầu tử luôn, đụng tới cái gan hay là đụng cái ruột chào gây đó nha. Tại vì ngay sau đẻ, ví dụ như là những trường hợp mà tụi em phải tiến hành những cái phẫu thuật sinh này á, những cái phẫu thuật này thì đa phần là về phía sản khoa có vấn đề, được không? Về phía sản khoa có vấn đề, mà phía sản khoa có vấn đề ngay sau khi sổ thai đa phần liên quan tới chất lượng cơ tử cung nó kém, đúng không? Mà chất lượng cơ tử cung nó kém thì nó mềm, cho nên là thăng máu mà đưa tay vô cào cho tách ra đồng hơi, vuột tay a lên trên bụng, được không? Rất là dễ thủng nha. Nhưng mà cũng nói chung là để thủng được thì cũng khó, tụi em cũng phải nỗ lực như lắm mới thủng được. Tại vì dù cái chị nói sao ta, dù cái tử cung nó mềm đi chăng nữa thì khi mà tụi em đưa được cái tay vào cái ống sinh của sản phụ á, để mà tụi em tách ra được cái, tụi em bám được cái màng nhau thôi, tụi em tìm được cái mép thì nó dễ nha, tụi em tìm được cái mép dưới thì nó dễ, nhưng mà để cái tay tụi em tách được cái mép này á thì nó là một chuyện cực kỳ khó, được không? Nó là một chuyện cực kỳ khó. Thêm một cái nữa là đa phần là mình đã xử trí tích cực giai đoạn 3 đúng không? Mình xử trí tích cực giai đoạn 3 mà mình thấy là trong khoảng thời gian sinh lý mà nhau không sổ mà máu bắt đầu nó chảy ra cũng tương đối rồi thì mình bắt đầu trên lâm sàng không khi nào mà đợi tới khi mà mất trên 300 tụi chị mới xử trí thuốc tăng con hết, thì đa phần mình sẽ xài thuốc tăng con nhiều hơn, mình sẽ xài thuốc tăng con liền luôn. Thì khi xài thuốc tăng con có nhận gì rồi thì tử cung vô hình cũng sẽ làm gì, tử cung nó co chặt lại. Thì khi mà mình đưa cái tay vào mình lắp ra, tụi em lắp được bắp nhau rồi nhưng mà chưa chắc tụi em lùa được cái bắp nhau ra nữa, được không? Nó sẽ bị dính lại ở đâu đó, tại vì khi đó ở cái đáy tử cung nó sẽ rỗng nhưng mà cái phần thông từ phần thông trở xuống cái đoạn dưới nó sẽ co chặt lại nha. Cho nên là mấy cái thì rất là dễ xót màng, dễ xót muối lại. Với thêm một cái nữa là khi mà tụi em lùa ra được rồi á thì mình tắt chỗ này là mình tắt cái màng nhau trước đúng không? Mình tắt cái màng nhau mà đi lòn như thế này gì thì ở chỗ này là đa phần là mình sẽ không đi tới tay, mình sẽ không có tay, cái tay của mình sẽ không ôm được tới bên này, mà mình cũng không có cơ hội là mình rụt cái tay ra để nào mình đi từ cái đường bên này, hay là rụt cái tay này ra đầu đổi chiều tay bên này cái thuận tay mình để mình tắt bên này, được không? Tụi em chỉ được đưa tay vào âm đạo của đưa vào cái đường sinh của sản phụ ít nhất hai lần hơn, một lần là bóc nha nhân tạo, một lần là kiểm soát được tử cung sau đó thôi, được không? Chứ không phải kiểu như là tụi em phải đưa nhiều là đưa, tại vì khi mà tăng cái số lần là tụi em đưa cái tay vào cái ống sinh của sản phụ đổi tay đó, hay là đưa ra đưa vào đó, cái số lần nó tăng lên thì làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn, được không? Cho nên là nó sẽ
dễ bị xấu chỗ này nè, cái màng bên này nè, nó sẽ bị tư ra, sẽ bị tư đua ra, mấy em hiểu không? Mấy em có hình dung được cái cảnh nào? Nó sẽ bị tư ra thì đa phần nó sẽ bị xấu màng nha, đa phần nó sẽ bị xấu màng. Hai bạn chị cấp cứu đâu? Cho nên là nó sẽ dễ giữa xót muốn nhau và màng nhau thì nó dễ xót muốn xót màng nhau nhiều hơn là muốn nhau, được không? Còn mấy em mà làm xong mấy em mà để xuống xót muốn nhau không em đừng có làm nữa, thì nói vậy sao mấy em đừng có làm nữa, mấy em để cho mấy người khác làm đi, hiểu không? Là coi như mình không có năng khiếu mình, được không? Làm ba cái mà liên quan cái thủ thuật này thì cái năng khiếu nó ok lắm, năng khiếu nhưng mà có năng khiếu là làm tốt lắm nha. Cho nên là đừng có để cho cái chuyện xót muối xảy ra nha. Còn nếu mà xót màng á, sốc màng thì anh bắt buộc, anh tôi không biết anh làm sao đó, anh bắt buộc tới cái thì mà kiểm soát tử cung anh phải lấy được cho tôi hết màng nhau ra nha. Thì thông thường chị mà làm đó là chị thường thường chị cũng sốc mà cái kiểu như cái màng nó tư á, mà khi mà chị thấy nó có vẻ nó sốc rồi thì chị không có cố gắng chị lấy nha, chị không có cố gắng chị lấy, tại vì cái thì đầu chị ôm bánh nhau cũng tương đối khó rồi, được không? Thì đầu mình lùa bánh nhau cũng tương đối khó, cho nên là chị sẽ đợi cái thì kiểm soát tử cung á là xong mình vừa được xong rồi đó, đầu chị sẽ kiểm soát thì hai đó, mình sẽ kiểm soát lần cuối đó, thì khi đó chỉ còn màng nhau thôi, đầu chị sẽ lấy cái ống tay chị quấn rồi chị kéo ra một lượt là xong nha. Nhưng mà khi mà tụi em đưa ra, nhớ khi mà mình đưa tay ra tụi em sẽ cảm giác được là cái tay của em nó đang ở vị trí nào trong cái ống sinh, được không? Cho nên là khi đưa tay ra đừng rút tay tới ống âm đạo, được không? Khi mà tụi em ví dụ như tụi em đưa lên tới đáy tử cung đi, tụi em ôm xong rồi, đầu tụi em lùa xuống thì lùa một phần thôi, chứ đừng có lùa xuống ống âm đạo bắt đầu đi lên lại, tại vì khi mà cái tay tụi em đã đi xuống ống âm đạo rồi coi như là nó không có khác biệt so với khi tụi em đi ra ngoài âm mộ, hiểu không? Nhưng mà khi mình lùa xuống tới vùng động dưới hoặc là tới phần thân đi thì tụi em đi lên trở lại thì có gọi là một lần không? Không, tại vì về giải phẫu thì cái hệ vi khuẩn ở trong đó thì nó cũng tương đối với nhau, được không? Cho nên là đừng có dạy mà khi mà chưa chắc đầu lùa tay xuống dưới đầu cuộc lên là mình phải trung thực, mấy em cũng trung thực với cái khi thực hiện cũng thật, mình phải trung thực, mình đừng có đánh lừa người khác, tại vì khi mà tụi em đưa tay đi tới đâu trong cống sinh tụi em là người cảm nhận rõ nhất, được không? Chứ không thôi mình học xong bữa nay là mình nói là mình phải hạn chế đưa tay vào ống sinh với số lần càng ít càng tốt. Khi mình thực hiện cái thủ thuật ốc nhan nhân tạo này kiểm soát vùng tử cung là mình không có lấy tay ra ngoài thôi, mình cứ mình được đưa tay đưa vào thông thương giữa cái âm đạo và cái lòng tử cung là không luôn nha, được không? Tương tự mấy em để ý trong mỗi lấy thai cũng vậy nữa, trong mỗi lấy thai mà đó có những trường hợp mà mổ mà cái mổ chuyện nhanh như chuyện mất ba xanh á, hay là ở sản bệnh thì chị ưu mổ mấy trường hợp mà nhau tiền đạo hay nhau cài răng được mà thể ạt như ta đó nha, thì sau khi lấy cái bánh nhau rồi thì khi mà thấy máu nó phúng ở dưới nó phúc lên á thì khi đó mình phải hoa dịp nhau á. Còn những trường hợp mà cái thai nó cắm sâu dưới tử cung rồi mình đẩy thai lên đó, thì đa phần nó sẽ bị xước cái mặt trước của vùng động dưới, cho nên là mình sẽ khâu cầm máu lại, mình khâu cái dịp nhau á, khâu cái dịp rách lại. Thì sau khi khâu thì mình phải kiểm tra coi cái lỗ của tử cung, cái lỗ trong á mình có khâu ít hay không, được không? Mình có khâu ít hay không, cho nên là khi mà anh đã đưa cái tay anh đi qua cái lỗ của tử cung thì anh phải thay ra, được không? Nhưng mà khi mà anh chưa đưa qua cái lỗ của tử cung á thì mình không cần thay ra là vậy, hiểu không? Nhưng mà để an toàn thì nên thay răng, tại vì thay răng nó không tốt như thời gian đâu nha, nhưng mà cái nguyên tắc thay răng là vậy đó, hiểu vấn đề không? Rồi kiểm soát vùng tử cung cũng vậy, kiểm soát vùng tử cung thực hiện cũng y chang như là ốc nhan tạo đó, chỉ là cái thực hiện sau cái ốc nhan tạo hoặc là ở một số cái mà có cái chỉ định thực hiện kiểm soát vùng tử cung thôi. Nhưng mà tụi em lưu ý bây giờ cái xu hướng là bắt đầu phổ biến lên cái tình trạng là sanh thường trên những trường hợp thai phụ có sẹo mổ cũ. Nhưng mà tụi em nên lưu ý một cái trường hợp, nên lưu ý trường hợp này sách vở đã ghi rất là rõ ràng rồi, khi mà mình chỉ định mình thực hiện sinh đường âm đạo trên những trường hợp tử cung có sẹo mổ cũ mà được phép đủ điều kiện để sinh đường âm đạo, thì sau khi sinh những trường hợp đó bắt buộc tụi em phải kiểm soát sự toàn vẹn của tử cung,
nha. Nhưng mà trên lâm sàng thì một số trường hợp, một số cái quan điểm của mấy anh chị là không thực hiện đó, mình bỏ qua cái đó nha. Nhưng mà chị nghĩ là sách vở viết luôn luôn đúng nha, sách vở viết luôn luôn đúng. Cho nên là sau khi mà mình đỡ xanh cho những trường hợp mà có sạn mô cũ đó, thì tụi em ít nhiều tụi em phải kiểm soát cái sự vận vẹn của tử cung. Mặc dù tụi em nói là giờ theo dõi tim, nhưng mà mấy em cứ nghĩ đi, nếu như mà nó có chuyện, mà nó có chuyện liền á, thì mình xử trí ok là nó sẽ không có khác biệt so với việc là mình vừa đẻ xong rồi mình kiểm tra dù như thế nào nó cũng rất là được không, thì mình xử trí khẩn cấp tại thời điểm đó. Tuy nhiên một số trường hợp ví dụ như là nó không có tới nổi, nó rách hoặc là nó rách ở một cái, nó rách ở cái kích thước tương đối ít nha, cho nên là vừa đẻ xong không có chuyện, nhưng mà để cho người ta nằm đó tới một thời điểm nào đó, trong một khoảng thời gian nào đó tụi em mới phát hiện là có chuyện, thì khi đó cái xử trí của mình nó chậm dễ không, nó chậm dễ. Nhưng mà những cái chuyện đó mình có cơ hội phát hiện sớm không? Có cơ hội phát hiện sớm chứ. Cho nên là dự phòng sẽ tốt hơn là điều trị, được không? Và điều trị sớm nó sẽ tốt hơn là điều trị không kịp thời, hiểu nha. Cho nên là cảm ơn Hồng Phước chị chụp nhập khi mấy ca mà kiểu như lâm sàng sẽ dạy mình lý thuyết là vậy, mà lâm sàng sẽ dạy mình đứng đây nói cho em là mấy em trẻ, mấy ca chứ một cũ là em phải kiểm soát một cái cung cho mấy em. Nhưng mà ví dụ cho lâm sàng một số trường hợp như là nó đẻ non của em, đẻ non tầm khoảng dưới 28 tuần hay là tầm khoảng 28 qua một tuần, một cân nặng con tầm khoảng 1 tí 800 gram 1 tí 21 vậy đó. Nhưng mà cái lúc đẻ mình thấy không có rặn quá là cái như là nó phối hợp hai phụ phối hợp với nhân viên y tế, mình điều khiển được cái rặn và cái cơ to tử cung tích chất của nó không có vẻ là bất thường. Cho nên là mình đẻ ra mình thấy tiến triển cũng tốt thì mình chỉ cần rặn siêu âm thôi, được không, để mình đánh giá. Nhưng mà cái kỹ năng siêu âm của mấy anh chị phải chắc nha, mấy anh chị phải chắc tay siêu âm. Tuy nhiên một số trường hợp mà đẻ là cũng tháng, là dù đẻ thay luôn đi chăng nữa, đẻ ra mà cục một gì nó thôi đừng kiểm kiểm, nó xài nó sinh lâm ra những trùng ra, chị cũng xài chị cũng làm. Quay lưng đi cái mình làm đây có biết không, đúng không? Chị làm hết, học sao làm vậy nha, học sao làm vậy. Xong vậy này là lâm sàng mà, đúng không, đúng không? Thì lâm sàng biết chưa được rồi, chắc tụi em không có cơ hội thực hiện cái kỹ thuật này trong cái lúc tụi em đi còn học sinh viên không, chắc không có cơ hội đâu nha. Cho nên là học biết chơi thôi, đâu chỉ nữa đi thi skill mà mình làm nha. Mà tụi em đừng có gấp, ví dụ như có bạn nào thích sản không á, tụi em thấy tụi em đi lâm sàng tụi em không có được làm này không được làm kia, tụi em đừng gấp. Tại vì cái mà tụi em cần phải gấp là cái kiến thức, tụi em phải chuẩn bị cái kiến thức nền. Còn mấy cái mà nó thiên về kỹ thuật, chị nói thiệt với tụi em là khi mà đặt tụi em vào cái môi trường mà tạo điều kiện tương đối thuận lợi, là mổ bắt con nữa, mổ lấy thai chắc ngày chỉ cho tụi em mổ 3 ca đi. Mà tầm khoảng tụi em mổ không cần 3 ca, tụi em chỉ cần được một cái người thầy, người hướng dẫn mà đứng hướng dẫn tụi em mổ 1 ca thôi, ca sau tụi em tự tin liền, chị chắc chắn. Nhưng mà để có sự đó thì tụi em phải nắm chắc được là kiến thức lý thuyết, được không? Mà có cái nền lý thuyết đã phải hiểu là mỗi đến hai có bao nhiêu bước, bước một làm gì, bước hai làm gì, rồi cái này làm gì, kia làm gì, kia làm gì. Cho nên là chỉ cần cái người mà đứng hướng dẫn tụi em thôi, à cái bước này nè, mày gạch da là mày gạch gì nè, cái căn này nè, cái cắt to khoảng cách hai bên sao cho đều gì nè, rồi mày cái cắt mày chọn cái vị trí gạch da gì nè, rồi đầu vô mà xé gì nè, rồi mày có thể xé cong gì, hoặc mày cắt căn gì, mình phải cầm máu gì nè, mày đập bóc lên gì, rồi đưa tay vô xé gì, đập van gì, gạch cơ tử cung gì, bắt bé gì, lấy bánh nhau gì, kiểm soát nguồn tử cung gì, đóng cong gì, đóng cung gì, xong hết nha. Tôi chỉ cần như thôi. Nhưng mà để xử trí cái khó trong mổ của mình là xử trí cái trường hợp mà nó bất thường, chứ mổ lấy thai mà trơn chung có gì đâu, đúng không? Cho nên là phải xử trí cái bất thường được. Cho nên là tụi em đừng có vội thực hiện mấy cái đó. Còn mấy cái ví dụ như cái kỹ thuật, mấy cái thủ thuật kiểu như gì nè, thì ví dụ như thích sản thì sau này ra trường đi, ra trường thì mấy trường hợp mà mấy